Ok, xin chào em trở kênh DHL của mình hôm nay. Trở lại với game Unberman thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 17. Hôm nay thì em nông dân sẽ lên được level 58, còn em làm thêm mấy gói thể lực sẽ lên được level 59 trở lên. Còn về lực chiến trung bình của anh nông dân nó sẽ dao động từ 320k đến 380k tùy vào nhân phẩm với độ khô máu của anh em. Ok, hôm nay thì em chú ý mình mấy sau nhé. Đầu tiên là cái thiên phú ở trong Saima. Thiên phú này anh em tăng cấp với mới nhé, đừng tăng cấp với cũ ấy. Vì cái bậc tiếp theo nó sẽ cần tổng tích lũy của cái mới nhất. Đây như cái chuyên gia ấy, nó cần tích lũy của cái thiên phú bậc thầy. Và khi em lên bậc thầy ấy, thì cái thứ ba và cái cuối cùng ấy thì nó sẽ tăng tốc độ toàn đội 15 nhá. Anh em ở chơi tầm này chắc cũng biết cái quan trọng của tốc độ ấy, nhất là cái đội hình hay AOE ấy. Nó kiểu như dạng meta đầu game ấy. Và khi em mở lưng đến cái cuối cùng ấy, mà thiếu điểm để lưng cái tầng tiếp theo ấy, thì em áp dồn cái bạo kích cho mình nhá. Vì cái thiên phú trong này ấy, tấn công ấy và HP ấy, nó tăng chỉ số nhá. Nếu nó tăng phần trăm ấy thì mình còn đắn đo suy nghĩ nhá. Còn riêng về chỉ số ấy, anh em cứ áp đủ điểm thôi, còn lại dồn hết vào bạo kích cho mình, chú ý nhá. Còn về cái ký ức này ấy, thì em mở còn tầm 2-3 tấm anh em vào hộ xin nhá. Lúc đầu ấy có 9 mảnh thì em còn tầm 2 tấm mà hộ xin ok nhá. Còn tầm 16 tấm này ấy, anh em cứ mở còn 2-3 tấm vào hộ xin nó sẽ ok hơn là anh em khô máu nhá. Đây nhờ mình mở 9-16 không. Đây, một này, ba cái chùm nhá. Đấy, ba cái chùm nó có nhờ mình mất 450 xu nhá, rất là phí luôn ấy. Ngày mai chắc mình sẽ cố gắng xin trong hội thêm 2 mảnh này, bỏ thêm tầm 4 mảnh nữa. Xong rồi ngày kia mình xin mấy mảnh còn lại nhá. Đêm nay ngày 17 mình đã mở được tương đối này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, 8 này, đang mở cái thứ 9 nhá. Chắc là ngày kia là mình sẽ hoàn thành cái 9 này ấy. Tiếp đến là cái quyết đấu nhá. Đấy, quyết đấu này thứ 7 hàng tuần thì nó sẽ đánh vào loại, chú ý mình. Đánh vào loại thì em phải vào top 256 nhá. Top ấy, em chú ý cho mình cái tổng top nhá. Tổng top anh em phải vào top 256 nhá. Đây mình cho anh em xem cái khóa xếp hạng nhá. Mình nhớ mình được top 237 phải. Đây. Sau khi chiến đấu quyết liệt này, hạng chung kết lần này của bạn quái nhân hạng 37 nhá. Nhận phần thưởng này 1600 xu rồi, cộng với 13 cái dương chung kết quái nhân nhất dương ấy, thì sẽ mở được cái huy hiệu cao nhá. Huy hiệu đây anh em này rất là ngon này, vàng này, bình x này, quan trọng em có thêm cả kim cương nhá. Chấm 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 không biết còn ra gì nữa, cái nó không cho mình xem hết nhá. Chắc là ra khéo khi nó ra thêm mấy cái nguyên liệu như là tăng huấn luyện đấy. Đây mình tiếp tục loa cái quyết đấu ấy. Nếu anh em mở vào top 256 ấy thì nó sẽ cho mình chọn ngẫu nhiên một là anh hùng hay là quái vật nhá. Cái này anh em không được chọn đâu ấy. Nếu mà hên anh em vào cái đúng cái team chuẩn mình ấy thì ok nhá. Còn vào cái team kiểu như tướng mình không có thì rất là thọt nhá. Và em chú ý nhá, nếu mà nó ra team ở đấy thì em dồn tất cả đồ ngon trang bị ấy để mình đấu với danh nhá. Quả khá là ngon ấy, để tí mình mở dương xem ra gì nhá. Cái này lúc đầu là sẽ vòng loại 128 ấy thì nó sẽ chia ra nhận một nhóm là 4 người nhá. Tiếp theo từ 32, 16, 18 ấy thì nó sẽ là solo 1-1 đấy. Và nó có hai bảng xếp hạng nhá. Một là bảng xếp hạng anh hùng này, hai là bảng xếp hạng cá nhân. Đây lịch sử đấu này. Đây mình đấu win 2 trận nhá, mình thua cái trận thứ 3 này. Nếu mình win ấy, cái trận thứ 3 ấy là mình sẽ được vào vòng đấu loại 32 nhá, rất là ngon luôn. Cái quyết đấu ấy thì nó đánh vào lúc 17 giờ anh em chú ý nhá. À đâu, 18 giờ em chú ý nhá. Đây 18 giờ thứ 7 ấy, hệ thống sẽ quyết định tham gia vào nhóm anh hùng hạng quái vật đấy. Đây anh em cứ dồn đồ cho cái team mình trước nhá. Xong rồi anh em đổi lại đồ để mình đánh cái đấu trường là được. Mình nhớ đấu trường là 9 giờ nó mới tổng kết cơ. Đây nha, mình sẽ mở dương xem được gì nhá. Đâu mình nhận này. Hạng 37 mình được 13 cái dương này. Hy vọng ra nhiều kim cương nhá. Nó có cả huy hiệu mà. Một phát luôn này. 150 kim cương. Uầy anh em ơi. 150 kim cương này. Mảnh huy hiệu dầu này ngon nhá. Cao tô rất thích điều này anh em ơi, chú ý nhá. 550 xu 42 vàng này. Huy hiệu tăng cấp lại x này, khoan đã, dương đi. Dương chọn mảnh huy hiệu. Ôi anh em ơi, cái này mới gọi là hàng hiếm nhá. À đâu, còn 1-2 thôi, mình thử dùng nhá. Ôi ngon em ơi. Quay lại cho mình chọn là huy hiệu cấp dòng này. Huy hiệu phản diện này mình chơi cao tô chắc chắn là mình sẽ chọn cái cấp dòng này nhá. Còn nhá, thế là mình đã có hai mảnh đấy. Đấy anh em nông dân chủ yếu kiếm mảnh ở đây thôi, chú ý nhá.
Và em chú ý mình thêm cái bảo hộ nhá. Cái bảo hộ này nó rất là quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng ấy. Vì trang bị ngon ở trong này hết nhá. Càng lên cao, cái hộ anh em càng mạnh không? Đánh bốt càng cao thì trang bị càng ngon nhá. Được rồi nè. Đêm nay mình muốn mới đánh hai lần nhá. Đánh lên mở hạng 6 này. 2m8 mình cố gắng mình lên hạng 1 nhá. Đây. Ơ khoan đã. À đây nhầm, cứ tưởng là chưa ai đánh ba lần cơ. 4 triệu ai phải không? Cố gắng nhá. Cái tốt nhất là anh em đánh tay cho ngon nhá. Đây mình không xài con xe đạp nhá. Xe đạp tính ra là bớt nó đêm nó không được bao nhiêu cả. Anh em cố gắng cho con đêm đơn cực kỳ mạnh nhá. Nếu anh em không có con bố rốt thì lên cho mình con mặt nạ. Còn con bố rốt thì anh em dồn ấy, 3 con tâm linh cho mình nhá. Cố gắng lên hàng 1 mới hàng 2 sẽ có tỷ lệ ra trang bị tím nhá, rất là ngon luôn. Ngày chắc mình sẽ cái này quên mất anh em ơi. Nếu mà đánh bố đấy anh em cố gắng cho con Sonic nó tốc độ cao nhất để nó đánh thường ấy. Nó gì nhỉ? Nó có cái sụp đổ giảm 35% sát thương khi bị tấn công ấy, chú ý nhá. Đây mình phải để dành hai lộ để cho con mặt lạ nó đấm. 36k đây nhá. Một đấm này, hai đấm này, ba đấm này, bốn đấm này, 2 lít em ơi, 2 lít. Anh em phải cho con mặt lạ trâu ấy thì nó mới đấm được nhiều. Con mặt lạ riêng mà yếu nó đấm được tầm 2 lần hay 3 lần ấy, không thấm đâu. Này chắc chắn nó bị vàng bắn thường rồi. Vì nó có cái sụp đổ con Solix rồi, cũng không cần là dùng kill đó lấy cái sụp đổ gì cả phí. Đây, con này đánh thường cũng sụp đổ ấy. Bởi ngày đầu anh em mà chưa có con Solix này thì em xài con mặt lạ ngọt ngào tướng lở đấy nhá. Ôi xong rồi, một đấm này, hai đấm này. Ồ, cục chết nha, may quá. Kéo khi đấm 5 đấm là chết rồi đấy. Hy vọng là con mặt lạ mình cũng xong rồi ơi. Anh em tiêu. Nếu mặt lạ mình mà trâu thêm một xíu nữa ấy thì nó được kill thêm một lần nữa, phí không? Hay chắc mình sẽ cho con mặt lạ tốc cao nhỉ. Đây em, rất là phí luôn này. Chắc là đêm mình cũng không còn to đâu. Đây chỉ có 1.6 triệu em ơi. Đêm nó không còn to. Đây mình đã lên 4m45 nhá. Còn khoan đã nhỉ, xem còn mấy phút nữa tổng kết nhỉ. Đây 1 phút nữa tổng kết nhá, mình vào canh em ơi. Cố gắng canh nhá. Xem có ai lên không nhỉ. Còn 1 phút nữa tổng kết này. 50 giây, 49 giây nhá. Còn mấy cái tham hiểm này anh em ấy hộ chú ý nhá, anh em cố gắng đánh tay giết hết được tất cả mấy con này thì nó tăng phần trăm nhá. Cứ một con là 0.5%, hai con là sẽ được 1% nhá. Đây như hộ mình hơi yếu ấy thì chỉ có tăng 18.5% ấy, tức là chỉ giết được có 37 con nhá. Nếu mà một người phải không, anh em mà đánh chuẩn ấy, một người ấy sẽ giết được 3 con nếu mà hên nó ra nhiều ấy. Nhưng mình nghĩ một người trung bình sẽ là 2 con ấy, 30 người tức là sẽ là tầm 60 con, cứ cho là 50 con ấy thì một ngày em phải cố được 25% nhá. Còn 13 giây, 12 giây, 11 giây nhá. Anh em top 1 và top 2 thì sẽ có tỷ lệ ra trang bị tím nhá. Chúng mình em hãy cố gắng ra trang bị tím nhá. 4 dòng tím này. Ok nhá, tổng kết. Thường sát thương. Nhận. Ôi, bộ thanh địch. À khoan đã. Ô HP, HP. Ngon anh ơi, bộ thanh địch này ấy là cái bộ hồi HP khi hành động nhá. Mình nhớ bộ hồi bệnh như vậy nhỉ? Đúng rồi, bộ hồi bệnh ý, nó chỉ có sau khi hành động có thể hồi HP bằng 10% bản thân. Nhưng mà cái bộ thanh địch này nó còn thêm cái tăng 20 phần đòn cho bản thân nhá. Nói chung là dòng này cực ngon, nếu mà nó có thêm cái dòng 3, dòng 4 cực phẩm luôn. Tiếc là không có trang bị tím nha anh em ơi. Ok nhá, mình xem cái con cao tu mình có nguyên set thanh địch gì nhỉ. Trang bị này, mở túi này, thẻ này, đây thanh địch em ơi. Mới có cái áo mấy cái giày anh em ơi. Mới có áo giày, mấy cái quần nữa. Phải kiếm thêm cái mũ nếu ấy. Mình mà có thêm cái mũ lam nữa, theo khi mình sẽ xài nhá. Tại vì cái áo HP này, cái giày mình cũng full HP rồi. Giờ có thêm cái mũ full HP nữa thì chắc giải tạm rồi nhá. Thêm phản sát thương 2% cũng ngon mà. Và anh em chú ý mình cái PN nhé. Chắc là từ khi nó ra cái vòng quá hạn giờ ấy, khá là nhiều anh em nhảy server nhé. Anh em cố gắng ấy, tích đủ 180 vé đợi con tướng ngon rồi mình quay nhé. Thường thường sau ấy, cái sự kiện này 1 tháng sẽ có 2 đợt nhé. Xui lắm thì 1 tháng 1 đợt, nhưng bình thường như bản quốc tế ấy, là 1 tháng 2 đợt nhé. Anh em phải tích ấy,
được 180 vé để mình quay cái sự kiện hạn giờ nhé. Đây, quay định hướng ấy, hay là quay hạn giờ ấy, nó đều có cái mốc 180 lần ấy, thì nó sẽ được một con tướng nhé. Cái game này thì em quyết đấy, anh em mà có tướng thì mình sẽ kiếm bảnh ở trong cái khiêu chiến huấn luyện đấy. Đây, em sẽ kiếm ở trong cái huấn luyện các nghiền đấy, trung bình một ngày là anh em sẽ được 1 đến 3 mảnh trong này, còn em kiếm thêm ở trong cái tiệm đấu trường nữa. Đây, đây một tuần anh em cũng được khá khá cái mảnh vật lăng này, cộng với sự kiện các kiểu nhá. Đây, nó làm mới thứ năm và thứ hai, tức là một tuần anh em đã làm 4 cái mảnh vật lăng nhá, cộng với kia mình cứ cho trung bình 7 ngày được tầm 10 mảnh đi. Đấy, một tuần là anh em đã làm 14 mảnh rồi đấy. Đấy, lông dân rất nhiều chỗ nhá, cộng với sự kiện các kiểu nữa, như là cái tiêu lực ấy. Anh em chú ý nhá, cái tiêu lực này thì đầu tháng sẽ có nhá, nhưng mà cái sự kiện đợt đầu ấy thì nó hơi cù nhá, nhưng mà nhớ như cũng được mảnh vật lăng thì phải. À, quên, ở trong cái vòng quay nhỉ. Đây, nó ở trong cái vòng quay xuất hiện tập ấy nhá. Đây, anh em hay nên cũng ra được khá khá mảnh vật lăng đấy. Nhưng mà anh em kiếm nhiều nhất mảnh vật lăng ấy thì vẫn ở cái huấn luyện khắc nghiệt nhá. Lên anh em chú ý nhá, cứ tích đủ 180 vé ấy, rồi mình mới quay nhá. Và khi mà anh em tích đủ 180 vé rồi không, anh em chưa bộ tầm kể cả anh em chưa bộ 140 lần ấy, nó lổ một tướng không, anh em ngừng luôn nhá, không quay nhá. Anh em mà quay thêm được con tướng cũng chỉ được có 40 mảnh thôi. Thà anh em tích đấy, anh em đợi đến cái con tướng ngon hơn anh em quay tích vào sẽ ngon rất là nhiều. Nên em cũng không cần 240 mảnh nhá, chú ý cho mình cái này. Ok, giờ mình sẽ lo qua mấy cái cơ bản nhá. Đầu tiên ấy là cái phó bản ngày. Cái phó bản X thì anh em cần là con tướng AOE này, anh em một con đi vào một con Fuki cho độc hang này lên là qua nhá. Tiếp tục là cái phó bản vàng ấy thì em phải lên mấy con như là con vua sư tử này, nó có cái liên kích rất là ngon này, nhất là anh em xem mới nhé. Còn về cái huấn luyện ấy thì em chú ý cho mình cái con mặt nạ. Đây, cái con mặt nạ ấy chỉ cần bạo kích nhiều là qua hết nhá, anh em cứ dồn đêm nó thật to vào cộng với bạo kích nữa là đi ngay rất dễ nhá. Và con mặt nạ ấy thì anh em đánh bốt này, đánh mấy con bốt ở ngoài cộng với bốt ở trong ấy, đây mấy con quái ngoài ấy hoặc bốt trong ấy nó đều rất là ngon, chú ý nhá. Còn về cái nhà chính này, đây trong cái nhà chính này nó tăng rất là nhiều nguyên liệu luôn, quên mất. Anh em chú ý nhá, anh em kêu chiến bốt hàng ngày cho mình nhá. Anh em quên phải không, mới vào qua ngày không, anh em vào quét sạch tất cả những ngày cho mình nhá. Vì cái huy hiệu này nó là cái tăng lực chiến và gọi là nhiều nhất cho anh em nông dân luôn. Nó tăng nhiều ấy, là khi em tăng sao ấy, tăng sao từ chính phải không, nó còn tăng ở trong cái mô hình nhá. Đây, mô hình nó tăng rất là nhiều luôn. Khi em mở lên level 46 ấy thì nó sẽ mở cái mục tiêu và cái kế hoạch nhá. Mục tiêu ấy là tổng số sao ấy, còn cái kế hoạch ấy nó là đạt được 3 sao nhá. Đây, ví dụ như là cái này ấy, thì nó cần là tướng đạt 3 sao nhá. Cái này nó tăng phần trăm ấy, còn cái mục tiêu nó tăng chỉ số nhá. Cái phần trăm này mình không rõ nhá, nhưng mà cái chỉ số ấy càng lên cao chỉ số tăng càng nhiều nhá. Đây, như cái 12/14 phải không, tấn công phòng thủ 240. Đây, 18/20 này, anh không, tấn công 540, nó cứ mấy lần 540 này. Đây, em thấy không, nó tăng gấp đôi luôn này. Nói chung càng cao thì nó càng nhiều nhá, chú ý nhá, cứ có chấm than em chú ý cho mình nhá. Nếu mà có câu hỏi em cố gắng trả lời hết nhá. Tương trội mỗi ngày tối đa có thể tặng bao nhiêu mảnh ký ức à? 3 lần đấy. Anh em một trả lời hên ấy, nó cũng ra cái mảnh vật lăng cam ấy. Mình nhớ cái video ngày 8 hay ngày 7 đấy, mình để luôn cái hình thu mai cho em xem luôn ấy. Mỗi ải kêu chiến bốt mỗi ngày có mỗi lần kêu chiến miễn phí á, 3 lần. Trong kêu chiến cao thủ tối đa được kêu chiến mấy vương á? 3 cái. Ok, đấy, nó được cái sách kỹ năng này. Nếu hên ấy, anh em giao luôn cái mảnh vật lăng cam nhá. Hay là nó ra cái vé tiệc em cũng được khá nhiều kim cương ấy. Còn về cái tiệc này, anh em không tổ chức bằng kim cương nhá, anh em tổ chức bằng cái vé free ấy, mình kiếm ở trong mấy cái chấm than này thôi ấy. Còn về cái sự tiệc ấy, anh em tìm mấy cái tiệc nào mà nó còn ít người ấy, thì cái tỷ lệ ra kim cương khá nhiều nhá. Và anh em chú ý nhá, anh em vào phòng ấy thì cũng phải chú ý tên nhá. Bình thường ấy, có nhiều ông ấy để cái linh đình ở cái thứ hai hoặc cái thứ ba mà anh em không ý nhá. Đấy, có chấm than em click vào nhá. Mở này, đáp án này, nhất là cái đáp án này phải cố gắng, anh em phải trả lời hết nhá. Hàng ơi, cái câu này khó nhỉ. Anh hùng nào chưa từng giao đấu với cái con này, con năm đầu ở trong tiếng Anh đấy?
meta này. Hiệp sĩ sao nhỉ? Chọn bừa đi. Ồ may quá anh ơi, chọn bừa. Ai đã biến Zilot từ loài người thành nửa robot đó? Hình như không phải là cái con tiến sĩ này, không phải là bác học này. Hình như là tiến sĩ này phải không nhỉ? Hiệp sĩ, mình không đọc cái bộ anime nhá. Tiến sĩ đi. Ồ ok, may quá, hiền quá anh ơi. Nghiên cứu của nhà tiến sĩ đó là gì á? Nhà tiến hóa, cái này mình trả lời phải đến 20 lần rồi. Lỗ nhân phẩm. Ôi, đen quá anh ơi. Nha, chú ý này. 50 kim cương. 50. 40 kim cương đấy không? Rất là ngon nhá. Tiếp đến anh em ơi. Quên mình phải thoát ra đã nhỉ. 10 trên 20 này. Nhưng mà nếu mà không có cái tí thì chắc mình sẽ chọn 10 trên 20 nhá. 1 trên 10 này, 10 trên 20 này. Có hết tím không? Chắc mình sẽ chọn cái tím đấy nhá. Cố gắng ra tầm 30 kim cương. 30. Ok, 20 kim cương nhá. Đây, chấm than có là mình kích vào luôn nhá. Lại trả lời câu hỏi. Mình rất thích cái trả lời câu hỏi nhá. Vì thường nó ra đồ rất là ngon. Làm sao nhận huy hiệu giới hạn một cách ổn định nhá. Hiệu chiến bố 100%. Thôi xong rồi. 3 lần, chọn bữa đấy, 3 lần. 2, 4, 1, 3 lần nhỉ? 2 lần. Hồi xong rồi. Đen thế nhỉ? Biết thế chọn 3 lần nhỉ? Tại vì vừa mình cũng gặp mấy cái này nhá. Nó bị lắc câu hỏi ấy. Mình chọn 3 lần, nó lại về cái 2 lần ấy. Tại, là gì đấy? Cái đánh nhau này cũng được này. Đánh nhau ấy thì nó không có hết xu nhá. Hên anh vẫn ra cái đồ ngon đấy. Một giá này. Tiếp tục cái sách kỹ năng nhé. Đây còn à, ôi đấy mình mở đốt đi. Tiếp theo là cái huấn luyện này. Huấn luyện ấy thì anh em lần đầu tiên ấy anh em x10 nhá. Còn từ lần sau anh em x1 cho mình ấy. Từ lần thứ hai, lần thứ ba x10 anh em kéo huy còn bị thọt nguyên liệu, thọt rất nhiều luôn, chú ý nhá. Còn về cái phòng nghiên cứu này ấy, đánh anh cũng khá đơn giản thôi. Nếu mà anh hên ấy, ngày đầu anh em sẽ full được 15 ấy, xui thì ngày 2, ngày 3 nhá. Mà cái nghiên cứu này ấy, thì đầu tuần ấy là 3 ngày, còn cuối tuần ấy tận 4 ngày nhá. Đầu tuần thì chắc chắn là ngày thứ 3 anh em sẽ xong. Mình nhớ nó cho mình những cái dương hay tiếp tế ấy, nó cho mình chọn quà hoặc là tạo mới thêm một lần ấy. Anh em chọn quà cho mình nhá, vì cái đi rất là dễ. Cái này anh em chỉ cần chú ý nhá, chiêu mộ trung tướng cho mình nhá. Đây mình được 3 con cộng 3 này. Đâu 4 con cộng 3 nhá, 1 con cộng 2, 1 con 1 là mình qua được nhá. Trong này thì anh em chú ý mình con vua sư tử nha. Ok, mình xin kết thúc video nhé. Hẹn em ở các video hướng dẫn sau.